Thưa quý vị, sau hoàn lưu cơn bão số 3, nhiều tuyến đường của Lào Cai bị chia cắt, cô lập. Để thông đường, ngoài nỗ lực quyết tâm của ngành giao thông, còn có sự chia lửa của nhiều lực lượng. Đội ngũ tình nguyện viên đến từ câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam trong phóng sự sau là một điển hình như vậy. Tuyến đường Trịnh Tường Y Tý với hàng chục điểm sạt lở, khối lượng đất đá lớn. Để sớm thông đường, trung bình một chiếc máy xúc như thế này phải làm việc từ 10 đến 12 giờ và cần gần 300 lít dầu. Vậy nhưng toàn bộ nhiên liệu đều được vận chuyển bằng xe máy và vác bộ trên tinh thần tình nguyện tất cả vì nhân dân. Xe máy chở từ ngoài Trịnh Tường vào, đấy, xong đến chỗ tắc đường này là lại phải vác bộ đi vào khoảng 4 cây số mới đến nơi chỗ máy làm được. Hầu như ngày nào cũng phải 2-3 lần vác này thì mới đủ một cái máy ở cái điểm sung yếu. Những chỗ nào mà nó dốc quá, nó ấy quá, nhìn hòn đá trên ấy, hiểm lắm. Làm cũng ghê lắm mà nó cứ chớm mưa phát bắt đầu mưa to và phát là phải chạy máy một tí xong nó hết mưa xong rồi ra làm lốt rồi. Trong điều kiện hầu hết các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã bị sạt lở, dù căng sức nhưng ngành giao thông rất khó đảm bảo tiến độ thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Trước nhu cầu cấp bách đó, câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh Lào Cai 5 máy xúc hạng nặng để mở các tuyến đường huyết mạch tập trung tại hai huyện Bảo Yên và Ba Sát. Thì gặp những chỗ nào sạt là mở tuyến ra để cho dân đi lại và để lưu thông hàng hóa cứu trợ vào trong. Còn khối lượng sạt thì rất là lớn, rất là nhiều vì khi đi đến đâu là bọn em mở đến đấy. Dù trải qua một chặng đường vận chuyển khó khăn, nhưng những chiếc máy xúc này đã có mặt tại các điểm sạt lở từ ngày 14 tháng 9 để bắt tay ngay vào khơi thông các tuyến đường. Toàn bộ chi phí máy móc, nhân công, dầu máy đều do câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam hỗ trợ 100%. Vì cái địa hình giao thông nó chia cắt và cái việc những cái máy xúc hạng nặng là phải di chuyển bằng những cái xe phò rất là lớn, di chuyển từ Hà Nội và những cái vùng lân cận lên, nên là cái việc rất là khó khăn và anh em là phải di chuyển ngay cả trong đêm. Anh em lái máy là đôi khi là để đạt được cái tiến độ là phải làm đến 11, 12, thậm chí là có nơi làm đến 13 tiếng để mở đường, mà cũng với cái mong muốn lớn nhất là khắc phục lại cái tình trạng giao thông để giúp cho đồng bào bà con là tiếp cận được với những cái đoàn thiện nguyện để có lương thực để phục vụ cho cái nhu cầu cuộc sống hàng ngày. Với sự hỗ trợ đắc lực của những chiếc máy xúc tình nguyện như thế này, sau một tuần đã có nhiều tuyến đường được khơi thông, các thôn bản dần thoát khỏi bị cô lập, giao thông nối lại đã tạo thuận lợi cho việc cứu trợ, ổn định đời sống nhân dân.